Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 câu 27 đến câu 28. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: "Phúc thay người mẹ đã cứu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng người đáp lại, đúng hơn phải nói rằng: "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Fatima. Đức Mẹ Fatima là một trong số nhiều tước hiệu mà người Công giáo dành cho Đức Maria. Tước hiệu này phát xuất từ việc Đức Mẹ hiện ra 6 lần với ba em bé chăn cừu làng Fatima, Bồ Đào Nha là Lucia, Francisco và Jacinta. Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917. Tước hiệu Đức Bà Mân Côi cũng được dùng để ám chỉ người phụ nữ đã hiện ra này. Các kẻ kể rằng người phụ nữ này đã đích thân xưng mình là Đức Mẹ Mân Côi. Ngoài ra cũng thường thấy một tước hiệu gộp lại từ hai tước hiệu trên, Đức Mẹ Mân Côi Fatima. Từ tháng 8 năm 1914, châu Âu xảy ra Thế chiến thứ nhất, giết chết khoảng 6 triệu binh sĩ. Bồ Đào Nha theo phe hiệp ước tham gia trận chiến từ năm 1916 tháng 5. Bồ Đào Nha có khoảng 50.000 binh sĩ đồn trú ở Pháp. Các gia đình Dos Santos và Marto cư ngụ ở thôn Azutren. Gia đình Dos Santos có một bé gái sinh ngày 22 tháng 3 năm 1907. Gia đình người em họ Marto có một người con trai là Francisco Marto sinh ngày 11 tháng 6 năm 1908 và một con gái tên là Jacinta Marto sinh ngày 11 tháng 3 năm 1910. Ba em bé này thường chăn dắt đàn cừu tại bãi cỏ gọi là Covra del Iria, cách thôn chừng 2 km. Năm 1915, Lucia, Francisco và Jacinta đã gặp thiên thần hiện ra với chúng ở bãi này. Khi về nhà thuật lại với mẹ, chúng bị cha mẹ la mắng cho là chuyện bịa đặt, láo toét. Mùa xuân và mùa hè năm 1996, thiên thần lại hiện ra với các em nhỏ và dạy các em nhỏ cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa, con tin, con thờ lạy. Con trông cậy và con yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những ai không tin, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa." Năm 1917, Fatima là một giáo xứ nông thôn gồm có khoảng chừng 2.500 người cư ngụ, rải rác trong khoảng 40 thôn xóm. Mọi người đều lao động trên các đồng ruộng. Các trẻ em cũng phải giúp đỡ cha mẹ những công việc như dắt bò, dê cừu. Phần lớn đều mù chữ, chỉ có khoảng chừng 10% phụ nữ biết đọc và biết viết. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, vào lúc trưa, một bà mặc áo trắng toát hiện ra với ba em bé chăn cừu, nói với các em là hãy lần chuỗi mân côi hàng ngày để cầu nguyện cho thế giới chấm dứt chiến tranh, được hòa bình. Trước khi biến đi, bà bảo ba em hãy trở lại nơi đây đúng giờ trưa 13 tháng sau. Jacinta quên giữ kín về nhà thuật lại sự việc cho cha mẹ nghe. Tin này được loan truyền nhanh khắp làng. Mọi người tỏ ra không tin. Vị linh mục chánh sứ hỏi Lucia nhưng cũng không tin. Trong báo cáo gửi lên giám mục cai quản giáo phận Leria, vị linh mục nói cần phải xa lánh chuyện này. Ngày 13 tháng 6, đúng giờ trưa, ba em lại tới nơi hẹn. Theo sau có khoảng chừng vài chục người tò mò đến xem sự thể ra sao. Mọi người đọc kinh lần chuỗi. Đức Mẹ lại hiện ra với ba em, nhắc Lucia về tầm quan trọng của việc đọc kinh mân côi, cầu nguyện, dâng kính trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Đồng thời báo trước cái chết của hai anh em Francisco và Jacinta. Ta sẽ sớm đưa Francisco và Jacinta về trời.
Còn con ở lại thế gian một thời gian. Chúa Giêsu muốn dùng con để loan truyền cho mọi người biết ta và yêu mến ta. Đức mẹ cũng yêu cầu Lucia đọc chữ, học chữ để dễ loan báo với Đức mẹ cho người khác. Những người đi theo không nhìn, nghe thấy gì. Họ chỉ nhìn thấy cành cây nhỏ mà Đức mẹ đứng trĩu xuống hơi nặng bởi sức nặng, rồi đột nhiên bật lên khi Đức mẹ biến đi. Thứ Sáu ngày 13 tháng 7 năm 1917, bà mặc áo trắng lại hiện ra với ba em. Có khoảng 4.000 người theo sau. Đức mẹ vẫn nhắc Lucia việc đọc kinh Mân Côi mọi ngày để chiến tranh chóng chấm dứt. Lần này Đức mẹ tiết lộ cho ba em bí mật gọi là bí mật Fatima. Năm 1942, hai bí mật đầu được công bố. Còn bí mật thứ ba thì đến năm 2000, giáo hội Roma mới công bố. Ngày 10 tháng 8 năm 1917, viên chánh tổng, một người chống đối hàng giáo sĩ, đòi ba em Lucia Francisco và Jacinta đến để tra hỏi, nhưng không có kết quả. Ngày 13 tháng 8, ông ta nhốt ba em vì làm rối loạn trật tự công cộng và tiếp tục tra hỏi, nhưng hoài công. Rốt cuộc ngày 15 tháng 8 phải thả ba em ra. Tuy nhiên ngày 13 tháng 8 có khoảng 18.000 người tới bãi chờ xem sự lạ, nhưng ba em vắng mặt vì còn bị nhốt. Chủ nhật 19 tháng 8, khi ba em dẫn đàn cừu tới bãi cỏ ở Cova de Iria, Đức mẹ lại hiện ra với ba em, yêu cầu các em nói với mọi người cầu nguyện cho những người tội lỗi mau thống hối và hứa sẽ làm một phép lạ cho mọi người tin. Ngày 13 tháng 9, có khoảng 30.000 người tụ họp tại bãi cỏ Cova de Iria cầu nguyện cùng với ba em. Đức mẹ lại hiện ra với ba em và cho biết tháng sau sẽ có Chúa, Đức mẹ núi Carmelo, Thánh Giuse và Chúa Hài Đồng Giêsu sẽ cùng tới. Bản sao chụp một trang của tờ báo Ilustração Portuguesa ngày 29 tháng 10 năm 1917 cho thấy đám đông dân chúng đang ngắm nhìn phép lạ mặt trời khi Đức mẹ hiện ra ở Fatima. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, mưa như trút trên bãi cỏ Cova de Iria. Một đám đông khoảng 70.000 người, kể cả nhiều phóng viên chụp hình và các ký giả, tụ tập lại đây lần chuỗi đọc kinh cầu nguyện. Lúc giữa trưa, Đức mẹ hiện ra với ba em và yêu cầu cho xây một nguyện đường tại đây để vinh danh Đức mẹ. Đức mẹ cũng loan báo Thế chiến thứ nhất sẽ sớm chấm dứt và yêu cầu những kẻ có tội hãy mau sám hối. Khi Đức mẹ về trời, thì trời mưa bỗng dưng ngưng, mặt trời xuất hiện như bầu trời trên bầu trời xanh biếc. Đám đông đã có thể nhìn thẳng vào mặt trời và thấy mặt trời nhảy múa, tung ra các chùm tia sáng nhiều màu. Mặt trời dường như xuống thấp gần trái đất, khiến đám đông sợ hãi. Việc lạ xảy ra trong 10 phút. Sau đó mọi sự trở lại bình thường. Hiện tượng này được hầu hết đám đông chứng kiến và một số người ở cách đó mấy dặm cũng nhìn thấy. Trong thời gian này, các nhà khoa học trên thế giới không hề ghi nhận một hiện tượng khác thường nào của mặt trời. Trong khi đó, riêng ba em nhìn thấy Thánh Gia, rồi Đức Mẹ Sầu Bi, Chúa Hài Đồng Giêsu và sau chót là Đức Mẹ Núi Carmelo lần lượt xuất hiện như đã hứa với ba em. Kính thưa cộng đoàn, đó là những dấu chứng, dấu tích ghi lại sự kiện mẹ hiện ra tại Fatima. Và với sứ điệp Fatima, hãy lần chuỗi mân côi, hãy ăn năn sám hối, hãy tôn sùng mẫu tâm. Và cái chuyện quan trọng trong cuộc đời đó là gì? Là lần chuỗi mân côi. Lần chuỗi mân côi là đi lại cuộc đời của Chúa Giêsu từ lúc nhập thể cho đến lúc Chúa Giêsu lên trời. Chúa Giêsu lập các bí tích. Và ngang qua đó, mỗi người Kitô hữu khi lần chuỗi chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu. Chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu để làm gì? Cốt đích để lắng nghe và thi hành tiếng của Chúa, ý của Chúa. Và người đầu tiên và đặc biệt nhất mà nghe lời Chúa và thực hiện lời Chúa đó chính là mẹ Maria.
Mẹ Maria đã lắng nghe lời sứ thần. Mẹ Maria đã nói với sứ thần: Xin, xin cho tôi giữ lời của Chúa như lời sứ thần truyền. Xin phán, xin cứ phán cho tôi như lời sứ thần truyền. Và rồi, điều quan trọng nhất trong cuộc đời của Kitô hữu của chúng ta đó phải chăng là lắng nghe lời Chúa? Và với bài tin mừng rất ngắn ngày hôm nay chúng ta nghe nhiều lần: phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Mẹ Maria là người có phúc bởi mẹ Maria đã tuân giữ lời Chúa, mẹ Maria đã thi hành thánh ý của Chúa trong cuộc đời. Và chúng ta thấy đó là một cái ơn đặc biệt. Và mỗi người chúng ta, khi mừng kính mẹ Maria, chúng ta nhìn lên khuôn mặt của mẹ Maria thì không có điều gì khác ngoài cái ơn mà chúng ta cũng xin Chúa và Đức Mẹ giúp chúng ta, đó là lắng nghe và thi hành lời Chúa trong cuộc đời. Khi và chỉ khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, chúng ta mới là con cái của Chúa và con cái của Đức Mẹ thật sự. Xin cho chúng ta có một khả năng nhạy bén để chúng ta lắng nghe lời Chúa, chúng ta thi hành lời Chúa, đặc biệt chúng ta siêng năng lần chuỗi mân côi. Để ca qua các biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra quyền năng tình yêu thương của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta luôn luôn lắng nghe và thi hành thánh ý của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, như mẹ đã từng thi hành lắng nghe lời Chúa trong cuộc đời của mẹ.